Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tokyo Game Live. Và hôm nay của bạn sẽ có video giới thiệu cho anh em một tựa game mobile sắp về Việt Nam có tên gọi là Trảm Hồn Đại Chiến Soul War. Con game này là một tựa game mobile thẻ tướng lấy chủ đề về Bleach, một trong những bộ manga và anime rất là nổi tiếng. Và hôm nay thì mình sẽ trải nghiệm trước phiên bản nước ngoài của tựa game Trảm Hồn Đại Chiến này để xem là nó có gì đặc biệt hay không. Đây là bản tiếng Anh nhé mọi người nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá tựa game Trảm Hồn Đại Chiến này. Ok, bây giờ mình sẽ đặt tên nhá. Mình đặt tên này, cậu vàng. Và chúng ta sẽ vào game. Con game này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ chơi theo kiểu màn hình dọc, một dạng game thẻ tướng dành tay màn hình dọc. Rồi, chúng ta sẽ có phần chiến đấu này. Đó. Đó, chúng ta sẽ có chiến đấu tự động. Nói chung là một dạng game mà game có đồ họa 2D nhá, và nó sẽ chiến đấu tự động anh em ạ. Một dạng game thẻ tướng dành tay. Nói chung là cách chơi thì nó sẽ không có gì quá là phức tạp cả. Bạn nào chơi game thẻ tướng nhiều chắc chắn nó sẽ biết rồi. Đó, chúng ta được có mảnh tướng này, các bạn sẽ ghép tướng lên này. Rồi, tiếp tục chúng ta có phần triệu hồi. Đó, các bạn để triệu hồi ra các cái thẻ nhân vật ở đây. Rồi, tiếp tục nha. Bắt đầu này, cho tướng ra trận này. Như vậy là một tổ đội game này là tối đa là 5 tướng. Và nó cũng có kiểu là đưa các tướng đây, có các phe này, khắc chế lẫn nhau. Đấy, trong đó có hai phe chuyên biệt là phe Light và Dark, tức là ánh sáng và bóng tối, khắc chế lẫn nhau. Đưa các tướng cùng phe ra trận thì nó cộng thêm chỉ số. Nói chung là cách chơi của cái con Trảm Hồn Đại Chiến này thì nó cũng rất là quen thuộc thôi. Rồi, tiếp tục nha. Tiếp đấy là chúng ta có phần nâng cấp tướng này, anh em có thể nâng cấp tướng lên, chúng ta sẽ nâng level này. Rồi tiếp đấy, tiếp tục nâng cấp và tiếp tục chiến đấu. Nói chung là cách chơi thì về cơ bản là không có gì quá phức tạp cả đúng không? Rất là quen thuộc thôi. Ồ, hiệu ứng chiến đấu đẹp nha. Mình thấy là game này về chính ra thì nó đồ họa 2.5D á. Và cái đồ họa nó, cái hiệu ứng chiến đấu mình thấy là đẹp nha. Nó nhẹ nhưng mà nó vẫn hiệu ứng chiến đấu rất là đẹp. Đây, chúng ta sẽ mặc trang bị vào này. Nói chung cách chơi thì nó không có gì. Quan trọng là mình nghĩ là sau này là cái tỷ lệ quay tướng với cả cái ưu đãi, ví dụ như là tặng vé quay tướng miễn phí các thứ, thì game này nó nhiều thì nó sẽ hấp dẫn được anh em game thủ thôi. Đây, các bạn nhìn này, hiệu ứng chiến đấu nó chuẩn manga luôn. Chuẩn manga anime luôn, rất là đẹp. Cái game này thì bạn nào fan của Bleach thì mình nghĩ là cũng sẽ rất là muốn tải game và chơi thử. Còn tất nhiên là bạn là một người chơi mới các thứ thì cũng có thể dễ dàng làm quen thôi và hoàn toàn thể chơi được. Chơi với tư cách là một người chơi mới rất là thoải mái. Rồi, tiếp tục vào phần character này, nâng cấp này. Rồi, sau này có phần tiến bậc, các bạn phải tiến bậc lên. Rồi, tiếp tục chiến đấu. Rồi, tiếp tục chiến đấu nha. Đấy, về cơ bản nó chỉ như vậy thôi. À, trong lúc nhân vật chiến đấu thì anh em để bấm ra ngoài rồi các bạn đi nâng cấp nhân vật các kiểu. Đấy, thì rất là tiện vì nó là thuộc thể loại game rảnh tay mà. Nên là nó cho phép là các bạn trong lúc nhân vật chiến đấu thì anh em để bấm ra ngoài. Và game hướng dẫn rất là kỹ luôn. Đây, chúng ta có phần ghép trang bị này. Rồi, tiếp tục nha. Đây, cho thêm tướng ra trận, như vậy là mình đã có 3 tướng ra trận. Tiếp tục này. Đây, chúng ta có phần đăng nhập nhận quà. Nói chung là
Cách chơi thì nói chung cũng chưa có gì quá đặc biệt cả, nhưng mà nó hướng cái game này, cái dạng game thể tướng bây giờ nó như vậy thôi anh em ạ, kiểu chơi nó na ná nhau hết. Đấy, vừa tiến bậc này. À đây, có tặng lượt quay tướng miễn phí này. Đó, các bạn sẽ được quay lượt quay và chọn một trong ba thẻ tướng này như này đúng không? Cái này rất là quen rồi. Thì cái con game Trảm Hồn Đại Chiến nó cũng như vậy luôn. Đây, cái này, skip animation cho nhanh này. Đó, thì các bạn sẽ được có cái phần gọi là 1.000 lượt vé quay tướng miễn phí. Và sau đấy các bạn hãy chọn. Đấy, làm đủ cấp thì các bạn có thể lựa chọn. À, nói chung là đấy, rất là quen thuộc đúng không? Ở trong phần triệu hồi này thì mình sẽ xem phần tỷ lệ nhá, tỷ lệ đây. Tỷ lệ cao nhất của nó sẽ là rơi khoảng 10%. Đó, 10% này. Đấy, 10% ra 5 sao. Mình nghĩ là tỷ lệ này rất cao rồi, với một con game thể tướng thế này là cao rồi nhá. Thì các bạn này triệu hồi ra với tỷ lệ cao cấp là 10%. Tỷ lệ ổn áp phết nhỉ, không phải đùa đâu. Một cái tỷ lệ mà mình nghĩ là rất là phù hợp với mọi người chơi. Không không hề thấp một tí nào. À, rồi chúng ta lại tiếp tục vượt ải thôi. Lưu ý cái phần đưa tướng cùng phe, nhưng mà bao giờ anh em có nhiều tướng đã, còn ban đầu thì không cần quan tâm lắm. Đấy, trong lúc nhân vật chiến đấu thì các bạn có thể ra nâng cấp thôi. Đấy, mặc trang bị này rất là quen và cách chơi thì rất là đơn giản dễ chơi. Rồi, các bạn có thể tiến bậc lên này. Rồi, hết nguyên liệu rồi thì tạm thời chưa tiến bậc được, thì chúng ta sẽ tiếp tục. Số lượng nhân vật thì mình thấy là rất nhiều. Thẻ cao nhất này các bạn này, SR cộng. Đó, chúng ta có thẻ SR cộng là thẻ cao nhất nhá. Số lượng nhân vật mình thấy là cũng khá là nhiều, khoảng hơn 50 nhân vật. Sau này thì game nó sẽ có thêm các cái tính năng và hoạt động hàng ngày nữa để mọi người trải nghiệm. Đấy, sau này nói chung là chúng ta sẽ đợi bản Việt thì các bạn sẽ có tiếng Việt thì nó chơi dễ hơn. Rồi mình nghĩ là như mình đã nói, cách chơi của cái con Trảm Hồn Đại Chiến này nó không có gì phức tạp cả. Nó chỉ là một con game thẻ tướng rảnh tay thế hệ mới, lấy chủ đề về bộ Bleach, bộ manga anime thôi. Đấy, quan trọng là bạn nào mà fan của đây, mình sẽ có thêm một cái phần gọi là phần thần khí này, các bạn thể lắp vào trong trận đấu nhá. Đấy, mình sẽ lắp vào này. Nó sẽ trợ chiến, nó đầy năng lượng thì có thể sử dụng kỹ năng thần khí. Đấy, cái này thì cũng quá là quen rồi đúng không? Cách kiểu gameplay này thì có mặt trong rất nhiều game rồi, không có gì đặc biệt lắm. Quan trọng là bạn nào mà fan của Bleach thì mình nghĩ là các bạn có thể hóng cái con game Trảm Hồn Đại Chiến này. Đấy, đồ họa ok nha, đồ họa game rất là ok luôn, đặc biệt là những cái hiệu ứng chiến đấu của nhân vật nó làm rất là đẹp mắt, ấn tượng. Ok, cảm ơn em đã theo dõi bên này của cậu Vàng nha. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ, nhấn subscribe cho kênh Tokyo Life của em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye.